Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Vì Trẻ Em. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2016 đã đánh dấu những sự kiện quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Quốc hội đã thông qua luật trẻ em, diễn đàn trẻ em ASEAN được tổ chức thành công tại Hà Nội, hay là các chương trình bảo vệ trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em đã bước sang một giai đoạn mới. Bên cạnh những thành công đã đạt được là những thách thức cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong năm qua. Năm 2016 được xem là dấu mốc quan trọng trong hoàn thiện luật pháp chính sách về trẻ em. Sau gần 2 năm soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo luật trẻ em đã được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13. Ngày 5 tháng 4 năm 2016, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật trẻ em. Với 7 chương, 106 điều, luật trẻ em 2016 tăng thêm 2 chương và 46 điều so với luật bảo vệ chăm sóc trẻ em 2004. Luật trẻ em 2016 đã bổ sung thêm các quy định và mở rộng đối tượng áp dụng. Trẻ em trong luật trẻ em 2016 là người dưới 16 tuổi, chứ không phải là công dân dưới 16 tuổi. Như vậy, đối tượng trẻ em của luật là công dân Việt Nam và cả trẻ em là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam. Bên cạnh đó, luật bổ sung thêm nhiều nhóm trẻ em thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường sự tham gia của trẻ em, cũng như bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em. Thay đổi rõ nét nhất trong luật trẻ em lần này là hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ. Bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng và xử lý hành chính. Từ đó, đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền và bổn phận của mình. 3 cái cấp độ bảo vệ trẻ em trong luật khá rõ, và đi với từng cấp độ thì nó đều phải có trách nhiệm. Và cái trách nhiệm này đã được nhấn mạnh đối chiếu với giao trách nhiệm đó cho ai. Chứ chúng ta cứ quy định mà chúng ta không rõ cái trách nhiệm thì cái quá trình triển khai thực hiện luật nó sẽ rất là khó. Và đặc biệt là tạo điều kiện cho trẻ em thực hiện đầy đủ cái quyền của mình, trong đó quan tâm sâu đến cái đối tượng yếu thế, cái đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, luật trẻ em cũng tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành, bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hiệu quả. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, luật trẻ em 2016 sẽ có hiệu lực. Những sửa đổi bổ sung của luật là phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và xu thế của quốc tế. Luật trẻ em 2016 đi vào cuộc sống, khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết về quyền trẻ em và khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước mang đến cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất. Quy định trong luật lần này nó đồng bộ cả quy định những cái vấn đề có tính nguyên tắc, có tính giải pháp chung, đi đến những cái hướng dẫn về cái kỹ thuật cụ thể, thì cái cơ sở pháp lý để mà bảo vệ trẻ em nó sẽ chặt chẽ hơn. Năm 2016, quyền tham gia của trẻ em được đẩy mạnh. Trẻ em Việt Nam được tham gia vào các vấn đề trong nước cũng như khu vực. Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4 được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề Một ASEAN, một tầm nhìn vì trẻ em. Gần 50 đại biểu trẻ em từ 9 quốc gia đại diện cho hơn 200 triệu trẻ em trong cộng đồng ASEAN, vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa, đã cùng nhau gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và bày tỏ sự quan tâm của mình đối với các vấn đề có liên quan của khu vực. Tôi cảm thấy rất thú vị, hạnh phúc rất nhiều. Bởi vì tôi có thể gặp các bạn ASEAN khác và chúng tôi có thể thảo luận về các vấn đề của trẻ em, giải quyết chúng cùng nhau và đưa ra những kiến nghị tới chính phủ để bảo vệ quyền trẻ em. Em muốn đóng góp sức lực của mình cho cộng đồng và để cộng đồng Việt Nam hay là ASEAN ngày một tốt đẹp hơn và sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Và hơn nữa là để bảo vệ trẻ em, để nói lên tiếng nói của trẻ em và nhấn mạnh quyền trẻ em. Tại diễn đàn, trẻ em được đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo của ASEAN và Liên Hợp Quốc. Thông qua các phiên thảo luận và đối thoại, trẻ em ASEAN đã đưa ra một tuyên bố chung với các khuyến nghị gửi đến Hội nghị các bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN. Đây là những đề xuất quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hành động của ASEAN trong tương lai. Diễn đàn trẻ em năm nay chính là để mà triển khai thực hiện các cái mục tiêu chung của cộng đồng ASEAN, đó là một cái cộng đồng vì con người, lấy con người làm trung tâm. Đây cũng là chính là một cái nội dung để đảm bảo cái an sinh xã hội cho trẻ em, cũng như là thúc đẩy và tăng cường hơn nữa cái việc mà triển khai thực hiện cái quyền của trẻ em. Năm 2016 còn là năm bản lề của các chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020 được triển khai thể hiện nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong việc quan tâm đối với trẻ em. Tăng cường bảo vệ trẻ em trước tai nạn, thương tích, ngày 5 tháng 2 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em giai đoạn 2016-2020. Trong đó nhấn mạnh mục tiêu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 600 trên 100.000 trẻ em. Tỷ suất trẻ bị tử vong do tai nạn thương tích giảm xuống còn 17 trên 100.000 trẻ em. Quyết tâm đến năm 2020, các bộ ngành liên quan cơ bản kiểm soát được tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn. Việc tăng cường dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em ở một đất nước có bờ biển dài, nhiều sông, suối, kênh hồ là một trong những giải pháp cơ bản để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em. Chúng ta cần phải thống nhất nhận thức. Mục tiêu tất cả các loại tai nạn giao thông tích cho trẻ em đều có thể phòng, chống được nếu có đầy đủ kiến thức và ý chí hành động. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong năm qua cũng đứng trước những khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng gia tăng bạo lực đối với trẻ em, số lượng các vụ trẻ em bị xâm hại ngày một dài thêm và vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cũng còn một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến các nhu cầu của trẻ em. Tuy nhiên, với những cam kết của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng trẻ em Việt Nam sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhận được sự chăm sóc đầy đủ hơn và được ưu tiên để phát triển. Thưa quý vị, để có được những đánh giá phân tích sâu sắc hơn về kết quả của công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2016, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia với truyền hình Vì Trẻ Em. Thưa ông, những kết quả đạt được trong năm 2016 có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ chăm sóc trẻ em của Việt Nam? Năm 2016 là năm mở đầu cho việc xác định các nội dung, các mục tiêu và giải quyết các vấn đề của trẻ em trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc gia, ở các ngành và các địa phương, trong đó có ngành lao động thương binh xã hội trong giai đoạn 2016-2020. Cũng lần đầu tiên thì hệ thống pháp luật Việt Nam thông qua luật trẻ em đã tuyên ngôn đầy đủ các quyền của trẻ em phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và quy định trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Cũng trong năm 2016 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành hàng loạt các chương trình đề án về trẻ em để mà giải quyết những cái vấn đề trẻ em mới nổi lên và sẽ tiếp tục dự báo còn nảy sinh trong cái giai đoạn 10-15 năm tiếp theo, như là phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, như là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, như là chăm sóc các đối tượng trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, hay là thúc đẩy cái quyền tham gia của trẻ em. Thưa ông, năm 2016 luật trẻ em đã được ban hành. Vậy theo ông, chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào để luật phát huy được hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống? Để mà luật đi vào cuộc sống thì có rất là nhiều các cái công việc chúng ta phải làm, nhiều biện pháp, nhiều giải pháp cần phải thực hiện một cách đồng bộ. Nhưng mà để đột phá thì theo tôi có hai cái giải pháp rất là quan trọng. Giải pháp thứ nhất là công tác giáo dục và phổ biến tuyên truyền về luật trẻ em cũng như là các cái quy định pháp luật khác của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em. Cái giải pháp thứ hai, chúng ta cần phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn cho trẻ em, bao gồm cả phân bổ nguồn ngân sách nhà nước, đặc biệt là ngân sách đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ trẻ em, phát triển một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em đồng bộ từ trung ương cho đến tận cộng đồng dân cư. Vâng ạ, chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2017. Ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong năm tới? Khi mà mùng 1 tháng 6 năm 2017 luật trẻ em chính thức có hiệu lực thì chúng ta phải làm cái việc là hướng dẫn việc triển khai luật, bao gồm có luật và các cái văn bản quy phạm pháp luật khác như là nghị định, như là các quyết định của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn thi hành luật. Một là chúng ta cần phải tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra và công tác giám sát của các cơ quan nhà nước. Vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cơ sở dữ liệu thu thập thông tin
từ cấp quốc gia cho đến cấp cộng đồng để làm sao chúng ta đảm bảo toàn bộ những cái việc thực hiện pháp luật, thực hiện các chính sách về trẻ em phải được kiểm soát và phải được báo cáo giải trình một cách công khai minh bạch. Trọng tâm thứ ba nữa là chúng ta cần phải tập trung vào giải quyết những vấn đề trẻ em đang nổi lên. Ví dụ phải giải quyết vấn đề tai nạn thương tích ở trẻ em, cái vấn đề lao động trẻ em hay là vấn đề trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục. Xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng sang năm mới sẽ là những sự thành công tiếp theo dành cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của nước ta. Thưa quý vị, một người mẹ ngay từ khi chào đời, không biết cha mình là ai. Tuổi thơ của em Phạm Minh Tuấn ở thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường của mình, em đã vươn lên, trở thành một học sinh có kết quả học tập tốt. Mỗi khi tan học về nhà, Tuấn bắt tay ngay vào công việc của gia đình. Bởi em hiểu trách nhiệm của mình đối với gia đình. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Tuấn phải về ở với người bác là một bệnh binh già. Tuổi cao sức yếu, cuộc sống của bác chỉ trông vào tiền trợ cấp thương tật. Vì vậy, con gà, con vịt giúp hai bác cháu có thêm đồng ra đồng vào, bớt khó khăn, thiếu thốn. Vợ chồng tôi thì hay ốm đau, yếu hoàn cảnh. Thế cho nên cháu nó cũng không được đầy đủ lắm. Dù cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng chưa bao giờ Tuấn nghĩ đến chuyện nghỉ học. Đối với em, việc học tập vẫn luôn là những niềm vui. Mỗi ngày đến trường, gặp thầy cô, bè bạn là điểm tựa giúp em vơi bớt nỗi buồn. Cuộc sống khó khăn, em còi cọc hơn so với tuổi 13. Nhưng bù lại, em luôn nỗ lực học tập. Nhiều năm liền, em là học sinh tiên tiến xuất sắc của trường. Nhà trường cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp em giữ được động lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Vượt qua hoàn cảnh, thành tích học tập của Tuấn khiến thầy cô và gia đình em rất tự hào. Em ước là lớn lên làm thầy giáo để dạy cho các bạn học sinh nghèo như em. Để giúp đỡ em Phạm Minh Tuấn, quý vị hãy gửi về địa chỉ ông Phạm Văn Thanh, thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, số điện thoại 0169715788 hoặc ban biên tập chương trình truyền hình vì trẻ em, địa chỉ số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại 0804819. Chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Để xem lại hoặc chia sẻ thông tin với chúng tôi, quý vị hãy liên hệ qua fanpage Truyền hình vì trẻ em VTV1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ 5 tuần sau với chương trình Dạy song ngữ hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở vùng cao.